Vâng, shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay em tiếp tục về một cái lô hàng mới. Đây là cái loa bẫy chim điều khiển từ xa nhá. Như bác thấy trên hình đây, số lượng hôm nay về rất là nhiều để phục vụ cho anh em. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Tân Yên, Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng xếp hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra đúng sản phẩm thực tế trên video các bác thanh toán tiền. Thì như bác thấy đây là cái mẫu loa AT101. Thì hôm nay em giới thiệu chi tiết cái mẫu loa AT101 này để các bác đỡ nhầm lẫn đúng nhá. Trước khi đặt hàng các bác có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng. Như bác thấy là cái mẫu loa AT101 này thì nó ra sau và pin của nó là pin khủng, pin bền. Đấy. Và chất lượng âm thanh cũng rất là ok các bác nhá. Đấy, thì em sẽ khám phá cho các bác tham khảo kỹ. Là một cái dòng loa pin bền, âm lượng cũng rất là ok và chất lượng âm thanh cũng rất là tốt. Đấy. Thì như các bác thấy là phụ kiện cho các bác là như các bác thấy là đây là cái hộp vỏ hộp màu vàng này. Đấy, in hình ô tô này. Đấy, AT101 các bác nhá. Đấy. Phụ kiện cho các bác là một cái dây sạc của loa, một dây sạc của điều khiển nhá. Đấy, dùng chung một con cóc, dùng chung một cái cục sạc này. Đấy, cái này thì các bác có thể bị cục sạc của nó sụp, sạc sòi rồi nhá. Thì các bác nếu như hỏng các bác có thể là mua cái cục sạc của điện thoại là các bác dùng được. Nguồn điện của nó là 5V. Đấy, nên là rất là dùng rất là tiện lợi cho anh em. Khi các bác hỏng thì các bác dễ dàng thay thế nhá. Gồm có đi cho các bác là một cái túi đeo màu dàn di không nhá. Màu dàn di. Đấy, màu dàn di để các bác đựng loa đi. Và một cái quyển một cái tờ hướng dẫn các bác nhá. Và đây là cái thân cái này là cái điều khiển này. Điều khiển của loa. Điều khiển này thì nó sẽ chạy bằng pin pin Nokia nhá, cái pin điện thoại ấy. Đấy, nguồn điện thì như thấy là nó là nguồn điện 3,7V. Đấy. Mẫu này thì dùng rất là ok luôn nhá. Đấy. Đấy, tất cả là bằng tiếng Anh hết luôn nhá. Đấy, tiếng Anh. Chữ nghĩa bằng tiếng Anh hết. Hàng trung ương của Trung Quốc. Đấy, đây là cái thân chính của loa này. Thân chính của loa này các nhá. Nó vỏ của nó, vỏ thân chính của loa là màu đen. Đấy, rất là nhỏ gọn. Chất liệu 100% là bằng hợp kim nhôm. Như các thấy là trên đỉnh này có hai nốt này. Giống con Q93. Đấy. Nó là nguồn điện 5V các nhá. Đấy, nguồn điện 5V này. Đấy. Đây các nhá. Đây là em sẽ chỉ dẫn cho các bác này. Đây các khi các bác sạc pin thì các bác cắm vào chỗ ổ này. Đây là nguồn điện 5V này. Đấy, nguồn điện 5V này. Và đây là cái chỗ cổng USB. Đấy. Và chỗ này là cắm thẻ nhớ nhá. Trên đỉnh này có 4 nốt, một báo bóng màu trắng này thì để báo bóng điện sạc pin. Khi các bác mà hết pin thì các bác là cái bóng này nó sẽ báo, hoặc là các bác sạc pin đầy nó sẽ báo bóng màu xanh. Đấy. Công tác thì rất là đơn giản, tất cả trên cái điều khiển cũng như trên cái loa này là bằng tiếng Anh hết luôn nhá. Nên rất dễ sử dụng cho anh em. Các bác nào biết tiếng Anh có thể sử dụng rất đơn giản luôn. Bên trên cổng này thì nó có hai cái nút xoáy, một là bát check ở bên này. Đấy, một là bát check đây. Một cái mở nguồn thôi nhá. Đây, bật lên. Thế này bật mở nguồn cũng là âm lượng luôn, to nhỏ cũng ở cái nút này. Đấy. Thế còn bên này là bát check thôi nhá. Thì em sẽ test cái thẻ nhớ này luôn để các bác tham khảo này. Đây thẻ nhớ các bác cắm vào đây. Đấy. Bật lên loa lên. Này. Thì như các bác thấy là bật cái loa này lúc nào ở chế độ power shift thôi nhá. Đấy, mình phải ấm vào điều khiển hoặc ấn vào cái nút sát cần anten này. Cái nút con này sát cần xoáy volume này thì là sẽ kêu. Đấy. Tiếng gà. Đây, tạm dừng rồi. Tạm dừng cũng là bò lay luôn thôi nhá. Chuyển bài, lùi bài, tiến bài. Khi các bác mua hàng bên em sẽ tặng các bác một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt để các bác rất dễ sử dụng luôn. Đấy. Nên là rất đơn giản, cái này sử dụng rất là ok luôn nhá. Tiếng thì cũng rất là vang xa. Đấy. Âm lượng lớn. Đấy. Và chất lượng âm thanh của nó cũng rất là ok. Điều khiển thì rất là từ xa nhá. Khi các bác đi xa các bác phải rút cái cần anten này lên. Đấy. Thì nó sẽ là kết nối với nhau, kết sóng với nhau, sóng tần sóng sẽ bắt được xa không nhá. Đấy. Một cái mẫu loa AT101 để phục vụ anh em đam mê. Các bác nào đang có nhu cầu mua
thì có thể liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Bên em thì luôn luôn là giao hàng toàn quốc thôi nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Giới thiệu về cái mẫu loa AT101, hàng rất là chất lượng, âm thanh lớn và pin của nó rất là bền. Pin của nó chạy lên tới 15-16 tiếng luôn nhá thì mới hết pin. Nên anh em nào mà đam mê đi rừng sâu xa hay là các bác đi đánh lâu dài thì có thể tham khảo cái mẫu loa này. Một cái video rất là ngắn thôi. Em sẽ kết thúc video đây. Xin chào, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.